Nàng thơ của Messi và Ronaldo, ai giàu hơn? Không thua kém Ronaldo và Messi, nàng thơ của hai ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới cũng biết cách xây dựng vị thế và sự nghiệp riêng. Antonella Roccuzzo, vợ Messi, và Georgina Rodriguez, bạn gái Ronaldo, là hai hình mẫu phụ nữ lý tưởng, vừa ưu tiên thời gian chăm sóc gia đình, vừa phát triển tốt sự nghiệp riêng. Dù sống bên cạnh những người đàn ông giàu có, nổi tiếng, nhưng họ đã lựa chọn bước ra khỏi vùng an toàn, trở thành những người phụ nữ hiện đại. Antonella Roccuzzo. Antonella, vợ của Messi, sinh năm 1988 tại Argentina. Cô là mẫu phụ nữ của gia đình, thường mô tả bản thân là mẹ của ba nhóc tỷ Thiago, Matteo và Ciro. Trong khi Messi bận rộn với lịch trình thi đấu thì bà chủ chuỗi siêu thị nổi tiếng dành phần lớn thời gian chăm sóc các con, chu toàn mọi việc trong gia đình. Vì thế, trong các buổi phỏng vấn, siêu sao bóng đá Argentina không ngần ngại dành lời khen và sự ngưỡng mộ với bà xã của mình. Dù ưu tiên cho gia đình, song Antonella không phải người phụ nữ nhàn rỗi. Cô có công việc kinh doanh riêng, tự tạo vị thế cho mình. Vợ của Messi sở hữu chuỗi siêu thị lớn, lâu đời, đồng thời làm đại diện cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Antonella có nền tảng tài chính vững chắc từ gia đình. Bắt đầu từ một siêu thị nhỏ ra đời năm 1990, đến nay đã phát triển thành một chuỗi hệ thống có mặt ở những thành phố lớn như Rosario, Bermudez và Baigoria. Bên cạnh việc hỗ trợ kinh doanh siêu thị trong nhiều năm qua, bà xã Messi còn liên kết cùng em họ Andrea Lomenzo để thành lập nhãn hiệu thời trang riêng, chuyên đồ cho mẹ và bé. Từ năm 2016, cô cùng Sofia Banbi, vợ Luis Suarez, tham gia điều hành công ty nội thất có tên Robo 109 số lượng. Với sức ảnh hưởng của mình, Antonella nhận được nhiều lời mời quảng cáo, làm đại diện cho các nhãn hàng làm đẹp. Louis Vuitton, Gucci và Tiffany và Co là một số thương hiệu lớn đang hợp tác cùng cô. Truyền thông quốc tế tính toán, Antonella đang sở hữu khối tài sản khoảng 20 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần thu được trong hoạt động kinh doanh riêng của người đẹp. Thực tế, con số đó có thể lớn hơn nhiều. Georgina Rodriguez. Georgina, bạn gái Ronaldo, là người Tây Ban Nha gốc Argentina. Cô là một ngôi sao mạng xã hội và gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn. Dù chưa kết hôn nhưng cặp đôi đã trải qua nhiều năm bên nhau và cùng chăm sóc các con. Trên trang cá nhân, Georgina ghi chú là mẹ của 6 thiên thần nhỏ đáng yêu. So với bạn gái trước của Ronaldo là siêu mẫu Irina Shayk, Georgina bị đánh giá có phần kém hơn về nhan sắc và gu thời trang. Nhưng cô lại là mảnh ghép phù hợp mà siêu sao người Bồ Đào Nha cần. Sau khi về chung một nhà, nàng WAG tập trung vào việc chăm sóc con cái, tự mình lo toan chu toàn mọi việc trong gia đình. Giữa con ruột và con riêng, Georgina không có sự phân biệt, đối xử công bằng và thân thiết với chúng. Dù bạn trai là ngôi sao bóng đá nổi tiếng, nhưng Georgina không sống phận tầm gửi. Việc trải qua nhiều khó khăn từ bé đã giúp người đẹp hiểu được con đường tương lai và chủ động về mặt tài chính. Thông qua công việc quảng cáo và làm đại diện cho các nhãn hàng, bạn gái Ronaldo có thu nhập đáng kể. Thời điểm còn ở châu Âu, cô làm đại diện cho hãng làm tóc nổi tiếng có trụ sở tại Bồ Đào Nha. Sau khi theo chân nam cầu thủ đến Ả Rập Xê Út, Georgina trở nên đắt giá hơn, nhận quảng bá cho ít nhất 5 nhãn hàng. Bên cạnh đó, cô cũng có hợp tác với nền tảng Netflix để phát hành phim tài liệu về cuộc đời. Dù không quá phổ biến nhưng bộ phim cũng được một bộ phận người hâm mộ đón nhận. Việc sở hữu 56 triệu lượt người theo dõi trên Instagram cũng mang về nguồn thu đáng kể, giúp Georgina bỏ túi hàng trăm nghìn đô la Mỹ cho mỗi bài đăng quảng cáo. Từ một cô gái phải sống trong ngôi nhà thuê nhỏ, cuộc sống của Georgina giờ đã bước sang trang mới, sở hữu khối tài sản hơn 10 triệu đô la Mỹ sau nhiều năm nỗ lực không ngừng.